Trời đất ơi, có ai ngờ đây ở Elon Rock không trời. Có con gì bạn? Tôm cơ bạn. Con turkey á? Ờ, con turkey. Stupid. Đây thằng ơi. Xe nhiều mà không thấy bóng người nào hết vậy bạn. Bạn tử ai cũng rảnh thứ ba đi chơi giống nhắm mình sao? Giờ đường công vòng thấy ghê quá. Thiệt là ghê quá đi chứ hả. Có suối dưới kìa. Eagle Rock, Free Lot. Trời có em sốc chạy ra cái xe luôn. Ngầu thiệt. Fucking a lot. Cái này là khu nó picnic cho nên nó free. Ghê quá, cái tường nó muốn xuất ra ngoài. Đá nó sạt lở. Resist Center Picnic Area. Duke Science Institute. Có một cái cầu nhỏ kìa. Chàng đạp xe đạp. Trời vẫn muốn mưa các bạn. Giống đợt trước hai mấy con đi sao tưởng sao mưa luôn. Mình cũng liền đó, sao mưa. Có mày. Ở dưới này là cái bậc thẳm đó nha. Nó rào lại. Nhìn nó nhìn em muốn mưa. Lên coi chút xíu đi xuống thôi. Sao nãy em chịu đổ xăng đi. Đổ chị. Mình đi đâu là đâu có xa được đổ xăng có 25 phút đi. Parking fee collect daily. Cool story bro. Rồi cho mong có cái nhà này đấy. Hình như cái red room thì đúng baby. Trời nắng đẹp á, vô đây có lý lắm à. Bàn ghế rồi tùm lum. Cho tụi camping được. Cái mày đẹp quá ha. You will arrive at your destination. Mấy cái bus school vô đây làm gì? 7 minute pay. Cả mấy đứa học sinh nó đi picnic, nó đi tìm hiểu về thiên nhiên.
cái đấy. Have arrived. Alum Rock Bridge, 1913. Vô đạp xe xong rồi đi chơi. Trời ơi, tiếng chim hót. Xong đầu chỗ khác đây, có 10 phút only kìa. Phải đậu ra mấy đài kia chứ. Phải đậu đây mấy đài kia lấy trả tiền cho bạn. À. Máy trả tiền tự động. Xin lỗi chị, có permit mà đậu đây không chị? Không có permit, có tiền được không? Lấy tiền dục cho trong mặt ra. $6 đậu nguyên ngày, ủng hộ quận hẹp. Chưa tắt máy xe kìa. Chưa, mình còn đi ra mà bạn. Nên mình đậu tạm thời thôi. Đậu tạm thời trả tiền xong mình đi qua bên kia mình đậu gần chỗ cái bridge. Mình ra coi cái, cho bạn coi cái cầu xây từ năm 1913. Cái ông đó là cái ông lái xe và cái đám nó vô đây nè. Ừ, đúng cái, rồi. Cái giúp nè. Tài xế nó còn ngồi trên xe đó. À, ăn đỏ. Con sốc chứ. Sốc quá trời mà sốc nó để dạng nó chạy à. Mấy con sốc nhiều khi nó có bệnh dại. Nó có bệnh rabies. Nó cắn nó điên luôn. Bởi vì người ta nói thì mấy cái gì bà cô con hồi xưa hay nói bà mà dạy về bệnh tật với lại vi khuẩn vi trùng kêu thấy động vật hoang dã đừng có đụng nó dễ thương, cái nào cũng đừng đụng. Cắn cái xui.